Dạ em nghe chị. Trời ơi, Nè còn bộ nữa. mừng dễ sợ luôn nha. Dạ. Nghe tắt like mừng dễ sợ luôn. Tính tiền cho em mà sợ ngắt ngang nha. Em đang bán, em thử liền giùm chị coi cái đó nha, được không? Đừng có coi cái đường mai nha, tại cái máy đang máy tôn rồi chị đưa lên nó bị nhảy mũi. Quan trọng là coi cái vôm thôi. Dạ. Rồi rồi rồi, để em thử liền rồi xong em nhắn chị nha, em gọi chị. Dạ dạ dạ. Cái chị vào lại cái like mới giúp em nha các chị ơi. Vào lại like mới giúp em. Cho chị cái bộ đồ mẫu đó lại cho các chị. Thầm đường tình duyên cao lắm. Ok ha. Ok không chị? Đẹp ha. Đẹp. Ok ha. Hả? Ờ đúng rồi. Đo lại giùm chị cái bếp đi. Chờ em xíu nha mấy chị, em đang thử hàng mẫu cho mấy chị á, để em lên mẫu đẹp cho mấy chị nè. Chín chín mấy bé vậy hả? 98 luôn hả? Wow. Ok. Yeah. Không, hàng này mới hàng mẫu thôi nha, chưa có nha. Chờ chờ em xíu mấy chị, em ra sân khấu liền. Hồng Beo hả? Hồng Beo size số 2 hết rồi chị Thanh Mỹ Phương ơi. Size số 2 em còn được xanh biển với màu đỏ rượu với lại là màu tím môn à chị. Màu Hồng Beo em hết rồi, màu lạ, màu này màu lạ nha, màu lạ, màu xanh biển với lại là màu hồng ruốc. Màu hồng ruốc size số 2 chị. Phói beo á, mẫu phói beo á. Chị, cái chiều dài quần đó là chị mang nhiêu vậy? Đúng vậy hả? Em đo ra nó dài hơn tới 2 cm. Để em nhắn cái chiều dài qua cho chị. Hả? Hình như là do cái quần mình giải nó nặng á chị. Nó bị, khi mà em mặc lên á, ví dụ như khi mà chị trải vải chị cắt á. Không? Thì nó sẽ nằm im, thì cái chiều dài mình đo nó ra như vậy, nhưng mà khi em mặc lên á là cái quần của mình nó sẽ nặng, nó sẽ chì xuống, nó kéo thêm cái chiều dài ra tí xíu nữa. Nó nên là để em nhắn cái chiều dài lại cho chị một lần nữa cái đó với cái lô này nha. Tại cái đó thì dài quá uổng. Dạ. Đúng rồi, em không, em kéo thước dây khi mà em mặc lên á, em mặc lên em nhờ bạn đó là nó dài hơn. Nó dài hơn tới 2-3 cm luôn đó. Dạ, đúng rồi.
Dạ do là mình mặc cái vải nó chì xuống á chị, do khi em đứng á thì cái chiều dài nó khác. Dạ rồi để em nhắn qua cho chị để mình trừ hao lại nha. Dạ. Số 3 em hết luôn rồi chị, số 3 em hết rồi. Rồi tiếp nha cái chị ơi, nó dài vừa thôi chị ơi, nó dài lũ phủ nó lết phết dữ lắm nha, không phải ai cũng thích dài. Đa số khách ở bên em là chỉ có 1m55 đến 1m6, 1m62 là tối đa hả. Em biết là dài nhiều nó tốt thôi nhưng mà dài quá nha, dài quá quy định. Rồi về mấy chị, chỉ có một số chị là thích cái chiều dài là mấy chị cao 1m64, 1m65 thôi. Chứ bạn mẫu nhà em thấy 1m7 bạn mặc vẫn bình thường à. Em lấy cái quần size số 5 em mặc vô thử coi bé thị. Chứ mấy chị có 1m6 mấy mà mấy chị cứ đòi nó lên nó dài 100 em không biết sao luôn. Mấy chị đi may đồ mà mang quần ống ôm dài 100 nó khác mấy chị. Chứ em đâu có tiết kiệm vải với mấy chị đâu. Nhưng mà cái chiều dài nó dài vừa vừa thôi. Ví dụ như em mai dài cỡ này là cái chị mặc là nó đã vừa rồi nè. 1m55, 1m62, 63 là cái chị mặc ok rồi. Nó dài thì nó dài hơn tầm khoảng 1 cm, 2 cm nữa thôi ạ. À. Cho ra làm mẫu với chị tí xíu rồi bé thị. Ra okay, cái chiều dài. Trời không sao đâu. Nè, bạn mẫu nhà em 1m7 nè mấy chị. Ví dụ như em 1m58 nha, em 1m58 em mặc nè. Nó dài như thế này thì bạn nhà em 1m7 là bạn mặc nó vừa tới mắt cá nè mấy chị, như vậy là được rồi. Đúng không? Nè, bạn mặc size số 5 đó. Là ok rồi, mà mấy chị 1m64, 1m65 mấy chị cứ chê cái quần nó ngắn mà em không biết là mấy chị đòi dài cỡ nào ha. Đó. Em may đúng cái chuẩn thôi chứ không có dài quá đâu mấy chị. Em không có tiết kiệm vải như mình đâu. Tiết kiệm vải là em đâu có cầm kỹ cho mấy chị làm chi nha. Em đặt hàng mà em muốn may dài hơn á, là ví dụ như xưởng, em ra xưởng nhà em á, thì nó dễ. Mấy chị nhà em muốn dài muốn ngắn gì mà chị tư em chỉ cắt à. Còn khi mà em đặt hàng á, là ví dụ như dài hơn là phải thêm tiền đó mấy chị. Đặt những cái xưởng lạ, những cái xưởng lạ xưởng quen thì mình làm ăn lâu dài mình biết rồi, còn xưởng lạ là lên mai dài hơn là sẽ thêm tiền vậy thôi à. Rồi ok em lên ha, mẫu này cho mấy chị ha. Đúng rồi, dài quá mấy chị mặc không ấy. Chị Thu Mai ơi, chị Thu Mai nói câu bé nó nghe nó buồn chị nha, bé nó nghe nó buồn. Thì người của mình thì cũng có người to người nhỏ chứ chị. Người to người nhỏ chị nói vậy, vài bữa em nhờ nó làm mẫu cho em nó không làm luôn á. Người mình thì có người to người nhỏ nha. Thì bé nó 6 mấy ký thì nó phải bự hơn em, mà em có 4 mấy ký à, nó cao hơn em nha. Đó, người mẫu nhà em to như vậy đó, em lên để em nhờ bạn lên coi để cho mấy chị mà có những cái người mà hơi to ký tí xíu 6 mấy 70 ký đó. Chị nói vậy mấy chị ở đây 6 mấy 70 ký mấy bạn mấy chị cũng buồn nữa nha. Thiệt tình luôn á, chê chị ơi chị. Mấy chị đừng có đánh vào cái, đừng có châm vào cái nỗi đau của người ta nha. Người ta vậy ta cũng buồn lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em chào chị Trần Loan. Rồi em lên mẫu này đi mấy chị. Rồi mấy chị nói, mấy chị tha nói là mấy chị, em biết mấy chị không có nghĩ gì, nhưng mà mình thốt cái câu đó đau lòng lắm nha. Bé nó giận em luôn, nó nói mai mốt em đây kêu nó là mẫu, nó giận em luôn, nó không lên nữa. Rồi chốt giúp em màu này đi cái chị, màu này lên giúp giùm em là màu tím đậm nha, màu tím đậm 140.000 một bộ cái chị đẹp nha em. Lúc nó làm cho em nó ốm lắm á chị, nó ốm lắm. Rồi xong rồi qua em chăm nó riết mà nó vậy đó. Rồi ok chốt giúp em nha. Em lên màu lại cho mấy chị nè. Màu em đang mặc là màu tím đậm, màu này lên giúp em màu đen. Màu đợt này đẹp đẹp không à các chị ơi, màu đen. Làm gì? Nói chứ không chị, cái dáng của con bé đó ở ngoài nó ấy lắm, nó cao mà. Rồi chốt giúp em bộ này. Cái này là quần giỏ váy chị Trần Loan ơi, quần giỏ váy màu này lên giúp em màu xanh đen đi mấy chị, màu xanh đen. Thường á phụ nữ mình không có xấu mấy chị nha. Từ người ta nói là gì, ốm, đẹp, mập, dễ thương, cao sang, lùn, quý phái, đường nào mình cũng đẹp chứ không bao giờ xấu nha. Phụ nữ mình không có ai xấu hết á. Rồi chốt em màu này màu tím cà các chị, màu tím cà. Đây đây, ở đây có cũng có một chị nhà em muốn mập mà không được mập nè. Rồi màu đỏ ớt mấy chị, màu đỏ ớt. Chốt em màu đỏ ớt nha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh lá, màu xanh lá đậm. 140.000 một bộ quần giả váy chị đẹp ơi, rất là đẹp luôn, lô em mới về. Chia sẻ giúp em đi mấy chị, màu đỏ ớt size 3 em chốt cho chị Yên Ngô. Ok chị. Các chị đang xem cho em xin một nút chia sẻ đi các chị nào đã mua rồi. Các chị cho em xin một nút chia sẻ đi cho gì bạn bè cộng đồng Facebook của mình lên mua mấy chị. Đúng rồi. Ốm đẹp mập dễ thương hả chị, cao sang lùn quý phái, đường nào cũng đẹp hết. Rồi chốt giúp em bộ này màu đỏ rượu đi các chị. 58kg mặc được nha chị Đinh Huệ ơi. 58kg cao bao nhiêu chị? Chốt em màu đỏ rượu các chị, màu đỏ rượu. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu hồng đậm. Màu hồng đậm giúp em nha, màu hồng đậm. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng đất. Màu đẹp không à? Màu hồng đất mấy chị. Đây em đứng lên cho chị xem form quần nè. Muốn xem quần thì cho xem quần. Em cảm ơn chị Sang Út rất là nhiều. Đây chị nha, form quần nó là quần giả váy nha chị. Rồi chốt giúp giùm em ạ. Hồng đất size số 3 em chốt cho chị Yên Ngô. Lên giúp em màu tím đậm cái chị. Em mặc lại từng màu cho cái chị xem ha. Cái like vừa rồi chưa có mặc được. Giờ mặc lại nè, giờ mặc đồ đẹp nè. Hình như còn thiếu màu đen á bé Thị ơi, rút cho chị bộ màu đen đi bé Thị. Phải không? Có chưa? Có rồi, có rồi. Đỏ ớt có size 1 chị, đỏ ớt em còn size 1. Chị Đinh Huệ ơi, chị cho em cân nặng chiều cao của mẹ chị nha. 58 tuổi mặc bình thường thôi chị. Mẫu này làm bao nhiêu tuổi mình mặc cũng được mà. Mẫu này 70-80 tuổi mình mặc cũng ok luôn đó. Bình thường thôi nha. Mẫu này mặc sang mà. Hàng bên em là hàng từ hai mấy đến 70-80 là cái chị mặc được hết á. Không có kén chị, không có kén tuổi. Rồi màu này lên giúp em màu hồng đậm cái chị ơi. Màu hồng đậm. Chị Vi Yến ơi, cho em cân nặng chiều cao chị Vi Yến ơi, hoặc là biết cái size rồi lên giúp em cái size đi chị. Chị biết size của chị rồi thì lên size form nè. Bộ này là form bình thường nha. Form bình thường như những form bữa giờ. Em là 1m58, em 48kg nha các chị. Em đang mặc size số 1 là nó còn thoải mái đó. Size số 1 là 50kg trở lại, eo tầm khoảng 72-73 trở lại cái chị đẹp nha, em mặc vừa. Đó.
Số 1 đỏ ớt em chốt cho chị Nhà Mai Ánh Hồng. Ok kẹp, để mình đâu mất tiêu rồi ta. Còn cây vàng vàng chị Dục nó đâu mất tiêu rồi. Màu em đang mặc là màu hồng đậm, vải em đang mặc là vải thun lai dông chị. Cái thun lai dông đợt này á, là em vẫn còn giá 140 cho các chị nha. Những cái lô sau là giá nó đã lên hết rồi các chị. Bữa giờ là giải lên quá chừng lên luôn. Cái lô này em cắt cho mấy chị là giá vẫn còn bình thường nè. Lô sau là mỗi một bộ lên 20.000 tới 25.000. Tiền thợ cũng lên mà tiền vải cũng lên, tiền chỉ cũng lên, tiền vận chuyển cũng lên luôn. Cái gì cũng lên hết. Tím cà size số 3 em chốt cho chị Kiều Anh Nguyễn. Đây là lô đợt này cái chị đẹp nhà em, tranh thủ chốt đi, rất là đẹp luôn. Nhưng mà em lựa vải cho cái chị thì em những lô sau em cố gắng em lựa vải hàng cao cấp cho cái chị không ha. Nói chung là cái chất liệu vải nó sẽ ok. Đó. Màu đen 1m57 eo 80 em hết rồi. Chị Ly Mai ơi, em hết đen 3 rồi, chị em còn đen 2 không, mà đen 2 là eo tầm khoảng 78 trở lại đó. Nếu như mà chị chốt thử một bộ size số 2 về thử coi chị mặc vừa hay không ha. Chứ cân nặng và chiều cao của chị thì có thể là mặc size số 2 nếu mà gọn người. Mà eo 80 thì phải lên size số 3. Không thì giờ chị nhả ben ra tí xíu giùm em. Tím cà size số 6 còn không bác? Rồi tím cà 6 em chốt cho chị Thanh Mai. Màu em đang mặc là màu hồng đậm. Chị Vi Yến là size số mấy em? Chị Vi Yến không có lên size. Chị Vi Yến nãy giờ không có lên size chị ơi. Em không có chốt đơn cho chị được. Màu em đang mặc là màu hồng đậm. Rồi màu hồng đất nè các chị. Rất là đẹp luôn nha. Hồng đất. Đen 4 hết rồi chị Trần Lon ơi. Đen em chỉ còn được có size số 1 với size số 2 thôi. 5 em hết luôn rồi. Size số 2 cho chị Vi Yến. Mét 45 nặng 53kg, size 2 vừa không, eo 77, 78 trở lại là vừa nha chị Cao Thanh. Vừa đó chị. Chị coi giúp em eo 77, 78 trở lại thì mặc vừa. Size 2. Mét 45 là về phải lên like giúp em nha chị. Lên like áo với lên like quần giúp em xíu nha. Còn chị thích mặc dài thì có thể chị để dài luôn. Chị Vi Yến được tím đậm size số 2 thôi nha chị ơi. Hồng đậm em hết size 2 rồi. Hồng đậm em còn size số 1 không à. Hồng đậm em còn size 1 không à mấy chị. 1 với 6. Phải không? 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. Hồng đậm em còn 1, 4, 5, 6. Em hết 2 với 3. Rồi màu em đang mặc, các chị lên giúp giùm em là màu hồng đất các chị. Màu hồng đất, đẹp quá. Đẹp. 70kg mà size 5, vậy cao 1m55 trở lên mà size 5 giúp em. Số 2 cũng được hả? Nói em tư vấn cho chị rồi đó. Số 2 thì về mặc có ôm thì chị nhả ben ra giùm em. Được thì em chốt nha. Chứ chị mới mua bên em lần đầu tiên hoặc là em đâu có biết tạng người của chị đâu nên em không có bảo đảm được cái gì hết á. Cân nặng và chiều cao của chị thì em canh cho chị ở mức tương đối như vậy thôi. Còn nếu như mà về chị thích có, tại vì giải nó có co giãn. Đó. Nếu mà chị không có bụng nhiều chị thích mặc ôm thì chị, có thể là chị mặc vừa, còn không thì chị nhả ben ra giùm em, được thì em chốt nha. Còn size mà của chị chọn, size đúng size của chị thì em hết màu rồi. Rồi lên giúp em màu hồng đất cái chị, màu hồng đất. Màu nào cũng đẹp hết chứ chị ơi, chỉ có 140.000 một bộ thôi à, rất là đẹp. Màu tím cà. Tím cà em còn được size 2 trở lên. Để em nói ừ chị mặc được rồi về chị mặc không được, chị thể đổ thừa em nữa mà không có vừa ý chị nha. Đó. Mình chốt thử về mình mặc vừa thì ok. Vậy giải thun nó cũng có co giãn. Em canh thì em canh cho cái chị cũng vừa vừa. Đây đây em đang mặc size số 2 nè. Rồi chốt giúp giùm em mã này màu tím cà. Ồ nó đẹp mấy chị ơi. Cô
gọi con đò. Đẹp quá. Chốt em màu này màu tím cà nha các chị. Tối em lên em like một like nữa là hết rồi đó mấy chị. Chị đẹp nhà em tranh thủ chốt đi. Buổi trưa nay các chị có coi được like thì các chị tranh thủ các chị chốt nha. Em cảm ơn chị Ngọc Tuyền rất là nhiều. Rồi màu tím cà giúp em nha các chị. Rồi màu này các chị lên giúp giùm em là màu xanh lá đậm. Tím cà eo 86 mặc size số 4 với chị Nguyễn Lan. Size số 4 em còn màu tím cà đó chị. Đen size số 2 cho chị Ly Mai. Chị Nguyễn Lan chốt thì lên tím cà 4 giúp em nha chị. Eo 86 mặc size 4. Rồi chốt giúp giùm em. Xanh lá đậm size số 4 em chốt cho chị Trần Lon. Màu em đang mặc màu xanh lá đậm đẹp quá các chị ơi. Màu mới, màu mới. Tím cà size số 1 em hết rồi chị Bích Sơn Nguyễn ơi, em lấy cho chị size 2 được không chị? Eo 72 là mặc size số 1 được nha, là ôm đó, còn size số 2 thì chị mặc nó sẽ thoải mái hơn tí xíu. Tím cà size số 4 cho chị Nguyễn Lan. Chị Bích Sơn Nguyễn ơi, em lấy size 2 được không? Được thì chị ok giúp em nha chị đẹp. Chị Nguyễn Lan là khách mới hả chị? Khách mới lên số điện thoại giúp em luôn nha chị ơi. Tím cà 2 em chốt cho chị Rosie Đòn. Lá đậm có 4 luôn nha chị Nguyễn Lan ơi. Tím cà size số 2 còn không bác? Em chốt cho chị Hiền Nguyễn. Ok chị. Rồi màu đen giúp em mấy chị. Chị Bích Sơn Nguyễn ơi, em lấy cho chị size 2 nha, tím cà size 2. Size 1 thì chị mặc nó sẽ ôm, size 2 thì mặc vừa thoải mái hơn. Được thì em chốt. Ủa, được thì chị ok giùm em để em biết em chốt nha chị. Đen size 2 cho chị Linh Phương. Đợt này em có màu đỏ rượu nha chị. Đợt màu đỏ rượu nó đậm hơn cái màu đỏ đô của mình một tí xíu. Nó đậm hơn màu đỏ đô nha chị Ngọc Tiền. Rồi chốt giúp giùm em mẫu này nha, chứ chị đẹp nhà em ơi. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha mấy chị, lên giúp giùm em là màu đen mấy chị, màu đen. Màu đen mấy chị. Mình không thích tay cánh tiên thì mình sẽ thấy nó không đẹp nha mấy chị. Còn mình thấy ra mình thích thì mình thấy nó đẹp thôi nha. Tùy mấy chị thích thì mấy chị chốt, còn không thích thì bỏ qua mẫu giùm em. Rồi lên giúp em màu đen nha mấy chị, màu đen. Ở giờ em bán hàng, mình bán hàng, mình bán cho trăm người bán, dạng người mua là một dạng cái ý kiến mấy chị nha. Nên là mình thích thì mình chốt, còn không thì mình bỏ qua giùm em. 140 ngàn một bộ, chị Trần Thị Bé Liên. Màu đen 69 kg em hết rồi chị Linh Nguyễn ơi, màu đen em còn được có size 1 với size 2 à chị. 140.000 một bộ, size mấy chị? Size 5 còn không? À xanh đen em, size 5 em còn màu xanh đen được không chị Linh Nguyễn, để em mặc màu xanh đen cho các chị xem nè. Một lá đậm với một tím cà, một đen hả chị? Em còn là xanh lá đậm với tím cà hả? Đen 4 em hết nha chị Nguyễn Lan. Chị chốt qua màu size số 4 em hết xanh đen với đen luôn rồi. Chị Nguyễn Lan được hai bộ nha chị. Em 1m58 là em mặc cỡ này đó, chị hỏi em có lỡ không á hả chị? 70 kg mặc size số 5 giùm em. 70 kg cao 1m55 trở lên mặc size số 5 ha, đen size số 1 cho chị Ngọc Tiền. Không có vàng. Em không có vàng chị đẹp ơi. Rồi màu này cái chị lên giúp em màu xanh đen nè các chị, màu xanh đen. Chốt em màu xanh đen các chị. Các chị không chốt được màu đen, các chị chốt màu xanh đen đi. Cái cây màu xanh đen đợt này vải nó cực kỳ đẹp. Nha các chị, vải cực kỳ đẹp luôn, màu xanh đen. Xanh đen size số 3 có không chị, còn không?
Xanh đen hết 3 rồi cô báo Ngô rồi. Màu xanh đen con còn size 1, size 2, size 5. 1, 2, 5, 6 mình hết luôn đúng không bé Thủy? À. Rồi màu xanh đen em chỉ còn được 1, 2, 5 thôi các chị. 3, 4, 6 em hết. 70kg cao mét 65. Chị Nguyễn Sang coi giúp giùm em cái phơm quần mặc vừa không? Chị mặc ngắn hơn em đó. Chị chịu thì em chốt ha. Em mét 58 lại mặc cỡ này. Nói trước để thôi mấy chị về mấy chị cứ chê không mà quần ngắn mấy chị không chịu nha. Nên coi giùm em được thì mình chốt nha chị. Em không có size 90kg à. Xanh đen size số 2 cho chị Linh Phương 140.000 một bộ. Trời ơi cái màu vậy mà nhìn tới thui gì mấy chị. Nè thì cái màu đó như vậy được rồi. Thiệt luôn á, mấy chị mua hàng nhiều cái em tức ghê mấy chị. Thì màu đen nó phải đen rồi mấy chị, chứ không lẽ màu đen nó thành, mà nó thành màu trắng. Mấy chị có thấy ai mà lên cái bộ màu đen mà mấy chị nhìn thấy nó sáng không? Lên màu đen mà kêu nó đừng có đen. Tất cả. Trời ơi. Sáu mươi ký cho em chiều cao đi chị Trần Lê An. Mấy chị nói những cái câu mà nói thiệt em phải phản bác lại liền mấy chị nha. Phản bác lại liền chứ không có im được. Tại vì mấy chị ý kiến gì mà nó kỳ cục quá. Xanh đen 70kg xe 5 em chốt cho chị Dư Lê Uyên nè. Em biết là nó đen nên em mới viền cái beo lên nè chị. Nên cho nó đừng có đen nữa đó. Xanh đen xe số 2 cho cô Báo Ngô. Chị Nhung Lê, em chặn chị Nhung Lê luôn nha. Đi ra ngoài giùm em đi, đừng có mua nữa chết. Lên phát biểu mấy câu vô duyên. Đừng mua nữa chị. Lu bu. Chọc hơi em quạo, em chửi nữa. Còn là tào lao, mí lao gì đâu không à. Ừ, chị Yên Ngô bữa nay gặp tổ chát hay gì, gặp gì đâu không à. Trời ơi là trời. Thì mặc cái màu sáng thì đứng lên nó mới sáng. Rồi mặc cái màu tối thì đứng lên bóng tối. Ở đây nè em gắn gần một chục cây đèn nè chị. Chị đứng đây một hơi á hả là nó còn nám da của chị nữa. Ở đó mà đứng vô bóng tối. Người gì mà nói chuyện gì mà có duyên dễ sợ luôn á. Một trăm bốn mươi ngàn một bộ chị Thu Hà. Màu đen hết size 5 rồi chị Ngọc Hồng ơi, gì em? Rồi xanh đen với tím đậm, em hết màu xanh đen size số 4 rồi chị ơi, em còn màu tím đậm không à. Chị thích màu tối chị chuyển qua màu đỏ rượu giúp giùm em được không? Xanh đen xe số 5 cho chị Nguyễn Sang rồi đúng không em? Xanh đen còn xe 5 không chị đẹp? Rồi xanh đen còn một bộ xe 5 em chốt cho chị Nguyễn Sang là em hết luôn nha chị Nguyễn Sang ơi. Cho chị đựng bộ xanh đen á. À mấy chị ơi có ai mà mấy chị muốn chốt thêm màu mấy chị hỏi các bạn chốt đơn giúp giùm em ha. Bên em gọi chốt đơn mấy chị cứ hỏi à. Bữa nay em sẽ chốt đơn cho mấy chị luôn. Chiều nay gọi chốt luôn. Chị Thu Nguyễn được một bộ màu tím đậm size số 4 nha chị ơi. Màu xanh đen em hết size 4 rồi. Xanh đen size số 2 cho chị Phương Thảo là chị bấm bill rồi đúng không? Phương, cho chị Phương Thảo một bộ màu xanh đen size số 2. Xanh lá đậm chị Ngô Lan ơi lên giúp em cái size của chị đi. Chị mua bên em rồi size máy mặc vừa. Chị có thể lên cái size giùm em còn không lên cân nặng chiều cao giúp em nha chị. Ngày mai em đi đóng cái bục
nha, cái bục cao lên 2 tấc, em đứng lên cho nó sáng, đứng lên đây em chơi tối nha, đứng lên cho nó sáng. Đỏ rượu xe số 5 còn không chị? Đỏ rượu xe số 5 em chốt cho chị Nguyễn Sang một bộ nha, chị Nguyễn Sang ơi. L77 mặt xe 2 được nha cô Báo Ngô. 50 kg cao 1m50, chị Trần Bé Liên ơi lên giúp em cái vòng eo đi chị. Chị L72 73 trở lại thì mặc size 1, còn trên 73 thì mặc lên size 2 giùm em ha. Mặc size 2 giúp em nha chị. Tím đậm còn size 5, tím đậm còn size 5 đó chị Du Lê Uyên ơi. Rồi màu đỏ ớt á chị, em còn màu đỏ ớt nữa nè. Đỏ ớt chứ không phải đỏ tươi nha các chị ơi, màu này đẹp lắm. Trời ơi nhìn cái người trên em từ trên xuống dưới được rồi, mấy chị nhìn rõ cái chân em làm gì, chân em xấu lắm. Trời ơi mặc cỡ này mà mấy chị còn đòi hỏi nó sao nữa mấy chị. Thiệt luôn á, em không khổ tâm mấy chị nhà em quá. Alo, dạ chị nghe ạ. Ờ quên nữa, mai chiều nay đi mua chín. Dạo ấy em đang like còn đó chị, màu nha chị ơi. Dạ hết rồi, bi em không còn bộ nào hết đó chị. Em còn có một bộ bi cam mà. Xe số 4. Sáu mươi ký cao 1m55, em hết hàng rồi, hết trơn size 3 rồi chị. Size 3 em không còn bộ nào hết á. Size 3 còn đựng bộ nhí đỏ chứ, còn đựng bộ nhí đỏ. Dạ. Dạ đúng rồi, còn có một bộ size 3 hả chị. Rồi vậy em lấy cho chị bộ nhí đỏ size 3 này luôn ha. Dạ dạ. Chị em ghi cái số điện thoại của chị đi rồi bên em gọi điện chốt đơn, chị đọc địa chỉ ha. Rồi 037801. 0378014731. Đỏ rượu eo 90, đỏ rượu còn bộ nào không chị? Đỏ rượu ở dưới còn cái size 5. Còn không? Rồi đỏ rượu 5 em hết. Chị Nén Nguyễn ơi, em đọc tên là có, là cái thứ nhất, cái thứ hai coi trong tin nhắn giùm em đi chị. Chứ em chốt xong cái like rồi mấy chị quay ngược lại mấy chị hỏi không có nhớ mấy chị ơi, không có nhớ nha. Rồi nhiều khi em bấm bill á là có không có gì em báo ở trên like luôn rồi mấy chị hỏi lại không biết đường trả lời, còn không thì đợi lúc mà mấy bạn nhà em chốt đơn đi. Rồi mấy bạn đọc cho mấy chị nha. Đỏ rượu eo 90 em hết rồi chị Ngọc Hồng ơi, đỏ rượu 5 em hết rồi. Rồi em cảm ơn chị Thuận Thuận rất là nhiều. Một bộ đỏ rượu, một bộ màu xanh đen cao 1m58, nặng bao nhiêu ký vậy chị Trần Ngọc Thủy ơi, không cho số ký chị cho cái cân chiều cao không em biết chị nhiêu ký để em lấy ạ. À. Bi cam xe số 4 chốt cho chị Phan Yến. Bi cam 4 em chốt cho chị Phan Yến. Bộ này 140 luôn nha chị Phan Yến ơi. Rồi màu em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là màu đỏ đi cái chị. Màu đỏ này lên giúp em màu đỏ ớt nha. Rồi em hết màu rồi đó. Rồi giờ em lên cho mấy chị. Nói tôi có đứng lên cái ghế này luôn. Đứng lên cái ghế đó là sáng chân luôn. Sáng từ đầu tới cuối luôn. $140.000 một bộ. Rồi em thấy nó cũng bình thường à chị, tại em đứng ở phía ngoài mà chứ em đâu có chui vô trong đó đâu. Thiệt chứ.
Hậu Giang đang giao hàng rất là chậm nha chị Nguyễn Liên nha. Hậu Giang đang giao hàng rất là chậm mấy chị. Ở dưới đó là đang bị dịch nha, đang bị ảnh hưởng của dịch. Nên là đơn đi hơi chậm mấy chị đẹp nha, em thông cảm ạ. Với lại là để ý điện thoại giúp giùm em. Còn nếu như mà cái chị ghé ngang bưu cục, cái chị lấy được á, thì ra ngoài đó lấy giúp giùm em. Nó sẽ rất là nhanh nha. Còn bưu tá là đang bị thiếu nhân sự. Bưu tá bị ép không ép gì á, bị dồn đơn hàng quá trời luôn rồi giao không có kịp. Chị nào có ở gần bưu cục thì lấy giúp em. Không có màu xanh cổ vịt, em có màu xanh lá đậm nha chị Nguyễn Ngà ơi. 58kg, 58kg 1m58 là size số 3. Size số 3 em hết, size số 3 là em chốt cho chị Trần Ngọc Thúy. Được một bộ màu đỏ rượu nha chị. Em chốt cho chị Trần Ngọc Thúy được một bộ đỏ rượu size số 3 màu xanh đen, em hết size số 3 rồi. Đỏ rượu hết 3 luôn hả em? Rồi. Vậy là chị Trần Ngọc Thúy ơi, chị Trần Ngọc Thúy không có bộ nào hết nha chị ơi. Em báo ở trên live chị Trần Ngọc Thúy nghe giúp em nha, để qua ngày hôm sau đòi hàng em không có hàng cho chị á. Màu đỏ rượu và màu xanh đen em đều hết, size số 3 là em còn được màu tím cà, em còn được màu tím đậm, em còn được màu đỏ ớt. Màu xanh lá hả bé, cái cọc ở ngoài đó size 3 luôn hả em. Với lại là em còn màu xanh lá đậm với em còn được màu hồng đất thôi nha chị, size 3 là em còn được mấy màu đó. Tím đậm size số 5 em chốt cho chị Du Lê Uyên. Đỏ ớt size số 5 em chốt cho chị Linh Nguyễn. Chị Hằng Nguyễn chốt đơn lại thì vui lòng cọc cạc giùm em nha chị, bơm hàng rồi em không có chốt lại nha. Còn nếu mà chị muốn chốt lại thì cọc cạc trước giúp giùm em rồi em chốt. Xanh lá đậm size số 3 em chốt cho chị Kiều Anh Nguyễn. Số 4 là em còn được màu tím đậm, em còn được tím cà. Chị số 4 đâu chị chỉ giùm em cái chị. Rồi số 4 là em còn được tím đậm, em còn được tím cà, em còn được màu đỏ rượu, em còn được màu hồng đậm, em còn được màu hồng đất với còn màu đỏ ớt em đang mặc nha chị. Một bộ đỏ một với một bộ đen hả? Một bộ đỏ một bộ đen 70kg. Chị Muôn Đỉnh ơi, hàng đen size số 5 em hết rồi chị. Đen xanh đen gì em hết rồi, size số 5 là em còn nè màu xanh lá, em còn màu tím cà, còn màu tím đậm, còn màu đỏ tươi, đỏ ớt em đang mặc á, màu hồng đất với lại là màu hồng đậm. Rồi size 5 là em còn mấy bộ đó ha, mấy màu đó thôi. Chị Ly Mai ơi, em đã tư vấn cho chị rồi đó chị nha, em đã tư vấn cho chị rồi thì về mặc thử đi chị, chứ em cũng không có biết size của chị chính xác tặng người của chị ra làm sao hết ha. Rồi bên em sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp trong chiều nay. Đơn gọi được em mới đi đơn, còn gọi không được em sẽ không có đi đơn nha các chị, em xả luôn nha. Em xả luôn nha các chị, nên là các chị có đơn thì để ý điện thoại giúp giùm em. Màu đất đó là mẫu khác nha chị Phú Liên ơi. Màu đất đó là mẫu ấy nha chị, mẫu khác nha, cho chị màu nâu đất đi bé. Màu nâu nâu đất này là em còn được có size số 3 không à. 55 đến 60kg. Màu này là màu nâu đất. Nó cũng là 140.000 luôn, quần giả váy phối beo ha. Màu nâu đất. Nâu đất cái chị đẹp, nâu đất. Rồi một bộ đỏ ớt em đang mặc với một bộ tím đậm size 70kg em chốt cho chị Moon Đinh. Chị Moon Đinh ơi, chị lên giúp giùm em là làm chiều cao của chị nha chị. Để em canh cho chính xác nha. Tím đậm 65kg size số 4 cho chị Duyên Mỹ. 65kg cao bao nhiêu chị Duyên Mỹ ơi, cho em cái chiều cao cái gì. Bộ em đang mặc là màu đỏ ớt, cái chị lên giúp em mã đỏ ớt cái chị. Đỏ ớt em còn size 1 với chị Diễm Trinh ơi. Số 2 em còn nha chị Xuân Huệ ơi, số 2 còn nhiều đó chị. Bộ em mặc có số 4, 140.000 một bộ. Ai? Chị Duyên Mỹ ơi, cho chính xác cân nặng chiều cao giúp em đi chị. Chính xác là chị cân nặng chiều cao bao nhiêu, đừng có nhấn lại cái số điện thoại nữa. Số điện thoại cho giùm em một lần chính xác là được rồi. Bây giờ quan trọng là chính xác cân nặng chiều cao là bao nhiêu.
nha, để em biết em chốt size cho nó chính xác. Size số 4 của màu mẫu em đang mặc là em còn được màu tím đậm, tím cà, màu đỏ rượu, màu hồng đậm, màu đỏ ớt với lại là màu hồng đất. Đỏ ớt size số 1 em chốt cho chị Diễm Trinh. Vậy là em lấy cho chị tím đậm size số 4 nha chị, màu nâu đất 60kg, ok chị đẹp nha. Rồi, vậy 60kg em lấy cho chị size 3. Cái màu này rất là dễ mặc luôn nè mấy chị, không chốt, cái màu hồng đất này đẹp lắm. Hồng đất này trẻ cái chị mặc cũng được, mà lớn tuổi cái chị mặc cũng ok. Đẹp quá mấy chị ơi. Số 1 là, số 2 là em còn đủ màu nha chị. Số 2 là còn đủ màu nha. Số 2 mình đâu có hết màu nào đúng không bé Thị? Hết đen. Số 2 là em chỉ hết màu đen thôi, còn lại 8 màu nha. Đen 2 hả? Đen 2 hay đen 1? Số 2 là em còn đủ màu á chị, 9 màu ha. Hết hồng đậm thôi, em chỉ duy nhất hết màu hồng đậm size số 2 thôi, còn lại 8 màu là còn đầy đủ. Size 4 màu hồng đất em chốt cho chị Đào Võ. Chị Duyên Mỹ lấy hồng đất size số mấy chị? Để em biết em lấy size ạ. Hồng đất size số 4 em chốt cho chị Phú Liên. Chị Duyên Mỹ ơi, chị lấy size số mấy? Hồng đất có size 4 nha cô Nguyễn Lan ơi. Hồng đất con còn size 4 á, con màu hồng đất này rất là đẹp luôn. Cái màu hồng này đẹp lắm. Cái màu này mặc rất là trắng nè. Màu đen size số 2 là không có size 2 là 60kg mặc hên xui nha chị Duyên Mỹ nha. Thường size số 2 là em canh 55-56kg trở lại thôi nha chị, 60kg mặc không có được nha, được thì em lấy cho chị nha. Màu đen size số 2 em còn được 1 bộ. Chứ không phải đen 2 là 60kg nha chị. À rồi em hiểu ý chị rồi. Có nghĩa là chị lấy bộ màu đen size số 2, bộ màu hồng đất size số 3. Bộ hồng đất size 60kg. Rồi rồi em hiểu rồi chị. Chị viết liền em không hiểu. Ok em hiểu rồi. Màu đen bé, màu đen size số 2. Màu xanh đen là em còn size số 2 thôi mấy chị, 1 với 2 thôi. Màu xanh đen đẹp quá chừng đẹp luôn. Màu xanh đen em chỉ còn size 1 với size 2 thôi ha. Để em mặc cái màu đỏ rượu cho các chị xem nè. Cái màu đỏ rượu rất đẹp luôn. Đen size số 2 hết rồi chứ ơi. Còn không bé Thị? Hết đen 2 luôn rồi. Em còn xanh đen được không chị Bình Thanh ơi? Hồng đất 68kg, mét 55, size 5 em chốt cho chị Yến Thanh. Đây cái màu đỏ rượu nè. Đỏ rượu em còn được size số 1. À còn được size 2 chứ. Đỏ rượu em còn được size 2, size 4 mấy chị. 2 với 4 à. Hai size. Chị Duyên My ok lấy đi. Lấy đi là lấy cái gì vậy chị Duyên My ơi?
bao nhiêu một bộ vậy chị? À, 140.000 một bộ nha chị Phạm C ơi. Chị Biển Trần ơi, bên em gọi điện được là bên em mới đi đơn nha chị. Bên em có gọi điện cho chị không? Gọi điện rồi là đi rồi. Chị có kêu mấy bạn dồn đơn không? Còn đơn hàng em có là em đã gọi hết rồi nha. Hết rồi chị Cẩm Vân ơi, bi em không còn bộ nào hết trơn á chị. Hồng đất size số 2 em chốt cho chị Trần Thị Bé Liên. Để em mặc cái màu đỏ rượu cho cái chị xem nào, màu đỏ rượu đẹp lắm. Đỏ rượu size số 4 em chốt cho chị Ngô Lan. Còn có một bộ đỏ rượu 4 hả chị? Xanh đen size số 2 cho chị Duyên My. Rồi đỏ rượu 4 em hết luôn rồi. Bây giờ em còn có đỏ rượu size số 2 hả cái chị? Đỏ rượu em còn duy nhất size số 2 cái chị đẹp nhà em nha. Màu này rất đẹp luôn. Size 2 là tầm khoảng 55 kg trở lại, 55-56 kg là tối đa thôi mấy chị. Chưa thấy gọi là chị chốt không được, có chị Biển Trần. Không chốt được hoặc là bên em gọi chị không bắt máy nha. Đơn hàng hôm qua là bên em gọi hết rồi. Chị cái đơn hôm qua gọi rồi sáng nay mình gọi lại nữa chưa? Đơn qua chị gọi hết không? Hết luôn không? Rồi chị Biển Trần, đơn ngày hôm qua là em đã gọi hết rồi chị coi lại giúp giùm em chị có đặt được hàng hay không nha. Hả? Rồi hồi sáng là gọi luôn rồi nha, gọi hết luôn rồi, bên em không có còn đơn nào hết á. Nên là mấy chị không thấy là một là mấy chị không cho số điện thoại bị sai, hai là cái chị không có đơn nha, thứ ba là bên em gọi không bắt máy chứ không có cái nào mà không gọi hết. Chị Nhung Trần điện nhiều lần không bắt máy, bơm hàng đặt hàng lại thì vui lòng cọc cạc giùm em đọc em chốt lại nha chị. Chị Duyên Mỹ ơi, chị Duyên Mỹ là khách mới hay là khách cũ ở bên em mà lấy về bán lại vậy chị? Kiểm tra chị khách cũ khách mới vậy bác. Khách mới chị cọc cạc giúp giùm em đi chị, rồi em chốt tiếp nha. Đỏ rượu xe số 2 em chốt cho chị Bình Thanh. Chị Bình Thanh khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em luôn đi chị. Ở bên em là em không có nhận sỉ nha mấy chị, sỉ bằng lẻ giúp em luôn, cái chị mua về mấy chị bán lại thì mấy chị cứ mua ha, em không có nhận sỉ. Nên là mấy chị chốt như hả, khách mới cọc giúp giùm em đi chị Duyên Mỹ rồi chốt tiếp. Đỏ rượu 4 em hết rồi chị Phú Liên ơi. Đỏ rượu 4 còn có một bộ một hết luôn rồi. Đỏ rượu xe số 2 cho chị Xuân Huệ. Đỏ rượu xe cho chị Bình Thạnh lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em chị 140.000 một bộ. Màu ngói em không có chị, em không có màu ngói. Bà Lai là mình mới chốt hôm qua. Mới chốt trên Lai hôm qua. Hồng đậm nè cái chị, hồng đậm rất là đẹp luôn nha. Size số 4 là em còn được màu tím đậm nè chị. Mặc màu tím đậm cho coi nha. Màu tím đậm, màu hồng đậm, màu đỏ ớt với màu hồng đất. Chị Ngô Lan nha, em đọc lại size số 4 nè. Size số 4 là còn được tím đậm, tím cà, hồng đậm, hồng đất với đỏ ớt. Đây màu tím đậm nè chị. Rồi chốt giúp giùm em, rồi khi nào cọc xong là em chốt tiếp nha chị Duyên My ơi. Rồi lên giúp em màu tím đậm đi cái chị, màu tím đậm. Tím đậm xe số 4 em chốt cho chị Phú Liên một bộ, chị Đào Mỹ, chị Đào Võ một bộ. Tím đậm xe số 2 cho chị Bình Thanh một bộ. Rồi chị Bình Thanh một bộ số 2 tím đậm với một bộ màu đỏ rượu hồi nãy. Là chị Bình Thanh được hai bộ nha chị, đỏ rượu với tím đậm. Tím đậm size số 4 còn bộ nào không chị? Hai bộ.
Hết luôn hả chị? Rồi tím đậm C4 em hết luôn rồi chị Nguyễn Lan ơi. Tím đậm em còn hai bộ em chốt cho chị Phú Liên một bộ với lại là chị Đào Võ một bộ là em hết rồi. Ừ, tím đậm C2 hết hả? Ừ, bên đó là C3 hả bé? Rồi vậy là tím đậm em còn được hết C2, em còn C3 mấy chị ơi. Chị mặc size mấy đây? 2, 4, 5, 6 hết. Chị mặc size 1 hay size 2 đây? C1 rồi. Rồi vậy là tím đậm em hết size số 2. Chị gì ta? Chị Bình Thanh ơi, tím đậm chị không có size 2 nha. Tím đậm em còn được size 3. 1 với 3, tím đậm còn 1, 3. Để em kiểm tra lại nha chị. Để em kiểm tra lại nha chị Nhung Trần ơi, coi có bị lộn không. Tại em thấy nốt ở đây là gọi chị không có bắt máy nè, không biết là có bị lộn không, không biết nữa. Đơn ngày 12 tháng 1 á chị mua hồi trước Tết á, có một đơn gọi không có bắt máy. Ok, em chốt lại cho chị nha, chị chốt lại giùm em đi. Tại em thấy nốt ở trên đây nè. Đơn ngày 12 tháng 1. Rồi ok chị. Còn đơn mới thì em thấy chị có mới có một đơn ở bên em là đơn đang đi nha. Đang đi. Vậy hả? Ok, chị chốt lại giúp giùm em nha chị. Nổi gì chị không hiểu chân vậy bé Thị? Vậy là cái đơn này là còn từ hồi năm rồi tới giờ hả? Bị mất hả? Nè. Thấy không? À. Chị chụp lên chị hỏi Mẫn rồi. Hay là đơn đó bị mất? Bị mất á? Mà mình không biết. Nên nó đưa trạng thái vậy hoài á. Rồi tiếp nha các chị ơi. Thấy có một đơn tới giờ chưa hoàn về cho mình luôn. Cạc Mobi nha chị Duyên My ơi. Tím đậm xe số 1 cho chị Như Ngọc. Em thấy có một đơn hồi tháng nào á chị. Một đơn, em thấy một đơn gọi không có bắt máy ngày 12 tháng 1. Chị mua trước Tết á, gọi không có bắt máy. Tại vì thường em lưu cho cái chị em là người trực tiếp xử lý đơn á, thường là em lưu là em sẽ lưu cái ngày vô. À. Không có nhầm đâu chị, em lưu là em lưu bằng số điện thoại là không có nhầm. Ít có bị nhầm lắm. Chị muốn đặt lại thì em bán nha.
thì chị nói nhầm thì ok, em tin chị là em bị nhầm. Nhưng mà cái hàng á là em lưu bằng số điện thoại, ít có khi nào bị nhầm hàng lắm, bị nhầm tên của mấy chị mà tên này lộn qua tên chị kia lắm. Số điện thoại chạy chạy ở trên trên ấy đó chị Duyên My. Số điện thoại em chạy ở trên cái màn hình đó chị. Rồi tiếp tục nha mấy chị. Rồi màu này lên giúp em màu xanh lá nè. Mấy chị lên xanh lá hoặc xanh két cũng được nha mấy chị ơi, xanh lá hoặc xanh két. Tại vì nguyên cái hệ thống, ví dụ em đánh cái tên của mình ra, Nhung Trần đi, ra cả 10 chị Nhung Trần, em đâu có biết chị Nhung Trần nào. Nên là thường là em tìm các chị là em tìm bằng số điện thoại. Em copy trực tiếp ha, copy trực tiếp từ trên hệ thống của bưu điện xuống. Em mới copy, em mới bát qua bên cái hệ thống của ở bên em ha, nên là ít có khi nào bị nhầm lắm. Nhiều khi mấy chị lâu mấy chị không nhớ thôi. Tại vì cái đơn đó em gọi chị không có bắt máy. Chứ không phải là chị coi hàng rồi chị trả lại, gọi không có bắt máy không có giao hàng được. Chị Phạm C 54 kg cao bao nhiêu vậy chị ơi? Em lên là em lên 54 kg, chị lên chiều cao đi gọi màu thì cái chị cứ chốt ha, chứ không em không có lên theo yêu cầu của cái từng mà từng size. Không phải chị 54 kg em lên đồ 54 kg, đồ này em có 54 kg nè, chị chốt màu nào thì em chốt cho mình nha. Rồi chốt cái chị đẹp chốt giúp em màu này, cái chị màu này mẫu này em có size từ 45 đến 75 kg đó. Mình 54 kg thì nằm trong số đó luôn, thì mình lên màu nào thì em chốt cho mình màu đó. Em đang mặc màu này, cái chị lên giúp em xanh lá đậm hoặc màu xanh két. Rồi em qua mẫu luôn nha mấy chị. Mấy giờ rồi bé? Rồi em lên đồ bông cho mấy chị nha. Nè đồ bông em còn size 54 kg cho chị nè, lên là chị lựa. Nãy chị nào hỏi chị cái bộ này ta? Rồi chốt tiếp nha mấy chị ơi. Bộ này 140 ngàn luôn nha chị. Alo, chị ơi, cái bộ hồi sáng chị hỏi em á, nhí trắng á, size số 2 á, em còn á chị, nhưng mà bộ đó size 2 thì chị mặc nó hơi rộng nha. Rồi. Hết rồi chị, tất cả các đó là em hết size số 1 hết rồi. Giờ là nó còn size 2 á, size 2 là em còn được nhí trắng, nhí nâu. Không có chị, số 1 em không còn bộ nào hết á. Dạ. Rồi. Chị mua quần giả váy màu hay gì? Quần giả váy màu em đang like đó chị lên chị coi giùm em đi. Dạ. Rồi rồi rồi. Cọc cạc 100 giúp em nha chị Duyên My ơi. Cọc cạc 100 giúp em nha chị. Xanh lá đậm size số 4 cho chị Duyên My nè. Cọc cạc giúp em đi chứ. Mặc lại bộ xanh hả? Ok, mặc lại bộ xanh, cúc cho chị bộ xanh đi bé Thủy. Ủa xanh lá đậm hết 4 rồi chứ ơi. Size số 4 là em còn được màu hồng đất, màu tím cà, màu đỏ, màu hồng đậm với màu đỏ. Bé bé cúc cho chị bộ mẫu size màu xanh lá bé Thủy. Chị Duyên My ơi, chị không có màu xanh lá 4 nha. Xanh lá 5 còn không chị? Chị lấy xanh lá 5 hoặc xanh lá 3 giùm em được không? 3 đi chị, em thấy chị bán size 3 với size 4 nè, lấy size 3 được không? Xanh lá 3 em còn.
rồi em mặc lại cái bộ xanh cho mấy chị coi. Bông em còn được có size 2, size 4 với size 6 rồi mấy chị, còn có mấy bộ à. Tự nhiên im liềm. Đây chị ơi, màu xanh lá này rất là đẹp nha, màu xanh lá hoặc màu xanh két giùm em cũng được nha, rất là đẹp luôn. Cái này là màu đậm chứ không phải là màu tươi nha. Rồi chốt giúp em nha các chị, màu này đẹp lắm. Xanh lá size số 3 em chốt cho chị Duyên My. Rồi qua mẫu nha mấy chị, em qua bộ hàng bông cho mấy chị nha. Size số 3 em còn được có, ở quên size 2 em còn được có 2-3 bộ à. Mã này lên giúp em mã nhí trắng. Nhí trắng em còn được size 2. Cái form quần này là em may form quần dừa thôi nha các chị, không có dài nha. 140.000 chốt rất đẹp luôn nha. Nhí trắng size số 2. Size số 2 này tầm khoảng 53 đến 57 kg mặc dừa. Size số 32 của mẫu này là tầm khoảng 53 đến 57 kg nha mấy chị, cái form này nó thoải mái hơn xíu nha. Đẹp quá. Rồi chốt giúp giùm em nha các chị, lên giúp em mã nhí. Nền của nó là nền màu xanh nha mấy chị, màu xanh nha. Em nghe chị. Em nghe chị. Dạ 111. À, 111 sẹt 2A chị. Xéo xéo chỗ cái tiệm Hương á. Bán đồ Hương á. Dạ chị nhìn xéo qua. Nghe xéo xéo ở chỗ trung tâm bảo trợ người nghèo á. Có cái xe đậu á phía trước á, hai chiếc xe màu trắng á. Chiếc xe màu trắng với cái chùm cái đó là ngay đó luôn đó. Dạ. Chị xuống chị mở cửa giùm em đó chị Điệp. Xanh lá 54 kg, chị cao bao nhiêu vậy chị Phạm C ơi? Chị Phạm C cho em cái chiều cao đi chị Phạm C. Em đang mặc mã này là mã nhí trắng nha mấy chị. Cái bộ này ở ngoài rất là đẹp, lên like không đẹp. Nền ở ngoài nó là nền xanh đen ha, lên cái bông màu trắng đẹp lắm. Chốt em mã nhí trắng 53 đến 57 kg. Sáng nó kêu khóa cái xe xong rồi bỏ cái chìa khóa ngoài. lại cụ. Lại cụ con ở bụi này. Dạ. Đúng rồi, em cầm vô mà nó gớt, em không có hay. Rồi mã này lên giúp em mã nhí nâu nha mấy chị ơi, nhí nâu em cũng còn bộ xe 2 luôn. Ok chị Duyên My nha. Bộ nhí nâu rất là đẹp luôn nè mấy chị. Mét 65 mặt ngắn nha chị. Mét 6 54 kg, ok size 2. Chị Minh Thơ lên giúp em cân nặng chiều cao chị. Hoặc là biết size thì lên size giúp em luôn ha. Chị Phạm Lan nữa nè. Lên size hết giúp em đi các chị. Cái chị lên phải kèm cái size. Nhiều khi á, chị em nghĩ là em biết size của mấy chị đồ này kia. Và cái mấy chị ấy á, nó khó. Rồi chốt em mã này mã nhí nâu á chị. Nhí nâu. Chị Phạm C một bộ màu xanh lá size số 2 rồi chị đẹp. Chị Phạm Lan với chị Minh Thơ lên giúp em cái size nha chị đẹp ơi. À quên nữa, bộ ngắn em có mấy bộ nè, có màu một hả? Màu hồng. Bộ này hình như nó bị lỗi cái gì với ống quần á. Chị. Quá trời lâu luôn rồi. Mấy năm luôn rồi mới gặp.
Giấy trắng size số 2 em chốt cho chị Phạm Lan, rồi là em hết giấy trắng 2 ha. Chị Phạm Lan, chị Phạm Lan chơi lại cân nặng chiều cao đi chị. Chờ em xíu nha, chị với chị Tân ngồi chơi, chờ em xíu nha. Rồi em còn được một bộ này nữa mấy chị. Họa tiết nâu. Họa tiết nâu, họa tiết nâu. Chốt em mã họa tiết nâu size 2 luôn nha, 53 đến 57 kg. Các chị đẹp nha, em mặc vừa. Rồi, em còn được có một bộ à chị Duyên My ơi, em lấy cho chị bộ em đang mặc luôn nha, size 2 nha chị, hơi size 3 em hết rồi, size 60 kg hết rồi. Mét 57 55 kg, ok chị Phạm Lan. Chị Duyên My em lấy cho chị bộ em đang mặc nha. Còn size 3 em hết rồi, chị lấy luôn cái bộ họa tiết nâu này không? Lấy thì em chốt luôn cho. Còn nhí á là em còn được size 4 nè chị. Size 4 thì tầm khoảng 58 kg đến 62 kg mặc vừa. Bộ này là nhí đỏ. Chị lấy thì em chốt, không có size 3, size 3 em hết trơn rồi chị, không còn bộ nào hết á chị Nguyên Giao ơi. Rồi, em offline ở đây nha. Em hẹn các chị tối nay nha mấy chị ơi, tối 7 giờ em live tiếp. Chị Duyên My em lấy cho chị cái bộ nhí em đang mặc nha, nhí nâu. Còn nhí trắng khách chốt rồi chị. Rồi tối 7 giờ tiếp nha mấy chị ơi. Bye các chị. Đổi nghề luôn rồi. Em nghĩ là chị giờ em làm